Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô Giá Rẻ Hải Phòng xin kính chào tất cả quý bà con, các bác anh chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Nhiều anh em đang thắc mắc rằng mấy mẫu xe mà em nhiều xe này thì mấy mẫu xe mà dưới 100 triệu thì đâu. Thì em xin phép được quay và review cho bà con các bác anh chị nào trong xem cái video này. Các bác nào mà ưng chiếc nào thì có thể alo trực tiếp em Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 nhá. Xe nhà em rất là nhiều để phục vụ bà con các bác anh chị. Trân trọng cảm ơn quý tình cảm của tất cả mọi người đã luôn luôn dành cho Khả Năng Ô Tô trong thời gian vừa qua. Đầu tiên thì em xin giới thiệu trong cái show series này thì rẻ nhất là chiếc Dio Matiz. Đời này thì đời nó 201 thôi nhưng mà xe đẹp lắm ạ, đẹp kinh khủng luôn. Giá chỉ có 45 triệu đồng thôi, Khả Năng Ô Tô bán trực tiếp cho bà con các anh chị, xe hiện tại không mở bán. Chỉ để cho anh em đi gọi là để cái chỗ xe mà chạy đi chạy lại tránh mưa tránh nắng để anh em đi dọn xe cho em thôi. Đấy, xe sơn si này. Xin tiết lộ luôn với chủ xe đã làm gara ô tô hết khoảng tầm 37 triệu nhá. 37 triệu em mua vào gần 40 rồi. Người ta chỉ thu tiền về thôi. Mà xe đã làm mới hết từ sơn si đến máy gầm. Máy cũng làm mới nhá, đèn đóm thay mới này, sơn làm mới. Con này cực kỳ ngon với giá tiền 45 triệu đồng cho anh em nào tập lái tránh mưa tránh nắng không thể rẻ hơn nhé. Chỉ bớt 1 triệu cho anh em nào thiện chí alo cho Khả Năng Ô Tô, còn dưới thì đừng gọi. Đấy. Có gì nói đấy em được lòng trước tránh mất lòng sau thì em cứ báo luôn, báo thẳng cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm đến mẫu xe này. Dio Matiz đời 2001 tư nhân chính chủ biển Hà Nội nhé. Xe này thì cứ để mà đi thôi, rút hồ sơ hồi trước làm gì. Rút hồ sơ thì vẫn rút được nhá. Nhưng mà theo em thì rút làm cái gì đâu. Con xe có mấy chục triệu, xe nó cỏ mà. Đấy, trang bị na răng đúc này, nốt mới, đăng kiểm mới tinh, Khả Năng Ô Tô đăng kiểm mới nhá. Em đăng kiểm mới hết hơn 1 triệu. Con xe này chỉ việc đổ xăng là chạy nó uy tín trách nhiệm. Điều hòa mát, nội thất đẹp, sạch sẽ, sơn si từ trong ra ngoài. Các bác có thể nhìn thấy không? Em đã làm video riêng một mình một chiếc này rồi. Thì anh em nào có thể xem thì có thể vào Zalo em gửi ảnh cho chi tiết cho các bác. Các bác xem, đây. Cái dòng Matiz này thì nó chỉ dành để tránh mưa tránh nắng thôi. Chứ nó không dành để chạy dịch vụ được các bác ạ. Anh em phải thông cảm. Con xe rất là ngon này. Đấy. Xe để trong cái xưởng sửa chữa, anh em nhìn thấy không? Các xưởng sửa chữa anh em cứ đánh đi đánh lại nội thất. Và nếu không có xe thì cứ lấy con này đi thôi. Nội thất dê ghế rất là đẹp, sơn si trần nỉ các thứ này. Sạch sẽ này, quả vô lăng củ số rất là đẹp luôn. Vô lăng đẹp củ số, anh em không thích thì thay, củ số là củ số bằng nhôm ấy. Đấy. Nội thất đẹp lắm, bẩn nhưng mà đây bẩn, anh em nhìn thấy bẩn không? Đấy, để trong những cái chỗ gara sửa chữa thì nó hơi bụi bẩn một chút. Nhưng mà bên ngoài thì rất là đẹp, sạch sẽ, sơn si làm mới tình từ trong ra ngoài rồi. Máy mới làm các bác nhé, máy cực kỳ ngon luôn. Chiếc này động cơ 0.8 nó chỉ tiêu hao tầm khoảng khuôn 6 lít xăng quay đầu trên 100 km nếu anh em đi trong phố. Còn nếu đi đường trường con này chắc thì 5 lít thôi, tiết kiệm lắm. Đấy, nội thất rất đẹp và cái cánh cửa cánh cũng rất là chắc chắn nhé. Ghế da đẹp, nốp đẹp, la răng đúc đầy đủ. Không thiếu gì cả. Có 45 triệu bạc. Chắc là không thể rẻ hơn được nữa rồi. Các bác nào muốn xem hình ảnh chi tiết của em nó thì có thể vào Zalo kết bạn với Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Ui giời, nó đẹp chưa. Tapi cửa này, tapno này, rất là đẹp, sạch sẽ. Đảm bảo cho các bác là máy ngon nhé. Gầm bệ chắc chắn, sạch sẽ. Điều hòa mát, chạy vù vù. Cực kỳ ngon luôn. Xe nhà em thì rất là nhiều, từ Kia Morning rồi, Spark rồi, Vios, i10, đấy, Avante xe đẹp này, i10 này, các màu các mè, màu xanh, màu xanh đen này, xanh tím than này, màu này mới về anh em nhé. Anh em rửa qua tí đi. Đấy. Nhìn rất là nhiều xe cho bà con lựa chọn, vài chục triệu thôi, em chỉ quay vài chục triệu thôi nhé. Đây, Dio Matiz đời 2007. Phiên bản số sàn động cơ 0.8 tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Bên em hỗ trợ bao đăng kiểm mới cho bà con có anh chị nào lấy chiếc này 62 triệu đồng thôi. Trước 68 triệu bây giờ đang kiểm 62 triệu. Chỉ còn 62 triệu nhé. Bao đẹp cho bà con, nội thất cũng rất là đẹp. Các bác nhìn thấy không? Nội thất rất đẹp, ghế lỉ nguyên bản này, bọc bên ngoài dưới da thôi. Chứ bên trong là nguyên bản nhé, anh em nhìn thấy không? Bên trong nguyên bản hết. Tránh mưa tránh nắng con này thì đời cao, đời 2007 cơ. Bản SE này. Đấy. Nội thất đẹp, sạch sẽ với giá tiền mà chúng ta mong đợi. Đi ngon lắm, chạy máy cũng mới làm nhá. Chiếc này thì em mua là 41 triệu, về làm máy hết 13 triệu. Sơn hết 45 triệu gì đấy. Bây giờ đăng kiểm nữa thì nó thật mà con các anh chị là bán hòa chân này. Đấy, những chiếc này thì khách hàng người ta đổi lại xe cho em thôi chứ không phải em mua. Nhưng mà khách đánh đến nên là mình mua rất là an tâm vì người ta đã đi thời gian rất là dài rồi. Và
máy thì em về em làm luôn máy cho nó kiểu dạng bị thổi gioăng ấy, làm luôn máy luôn. Nên là dòng này các bác đừng quan tâm là nó còn zin hay không, đẹp hay không, quan tâm hộ em là không đâm đụng là được một này, thứ hai là máy đang ngon và chạy rất chắc chắn là được các bác nhé. Chắc chắn này, con này về về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Cũng có cả cam hành trình trên gương kìa. Đấy, rất là ngon luôn, trang bị đầy đủ. Đây, khoang máy của nó rất là khô ráo và sạch sẽ nhé. Em mới làm mà, nhìn em nhìn thấy không? Rất sạch sẽ, không chảy dầu chảy nhớt gì. Đè phát nổ ngay, chạy vào vèo, bình ắc quy khỏe. Đấy, dòng tránh mưa tránh nắng này mà các bác đi ngày vài chục cây đến 5-7 chục cây, 100 cây thì anh em đi thoải mái nhé. Nhưng mà bảo anh em đóng mấy trăm cây một ngày thì không đóng được, nhưng mà thực ra là 100 cây, dưới 100 cây anh em đi thoải mái. Mà mấy trăm cây anh em cho nó nghỉ giữa giờ là thoải mái nhé, các bác nhé. Đấy, rất đẹp nhá, form dáng là cái biển Hà Nội nữa. Tên tư nhân luôn nhé, rút hồ sơ thoải mái, cái này chủ mà đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Tiếp theo trong cái series phân khúc dưới 100 thì em xin giới thiệu cho mọi người một mẫu xe Chevrolet Spark, cũng thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Việt Nam đời 2009 nhé. Phiên bản số sàn là con này đời 2010, biển Thái Nguyên. Và em đang bán với giá 92 triệu đồng. Đấy. Giá trên còn hỗ trợ bao rút hồ sơ, có giảm cho bà con, có bác anh chị. Chiếc xe này anh em nên nhớ là nếu anh em mua nhiều nơi người ta chỉ bán 70 thôi, 60 thôi. Nhưng anh em về anh em phải dọn như bọn em ấy, dọn mất 10-15 triệu thì mới đẹp được. Nên bọn em bán dòng này cũng nãy làm sao mà được 5-7 triệu là ok rồi. Dòng này nước nước thì chỉ 5-7 triệu thôi, bọn em không nãy nhiều. Đăng kiểm thì tháng 5 năm 2023 cơ. Biển cũng rất là đẹp nhá, 12268 này, biển đẹp luôn, Lộc Phát, toàn số đẹp thôi. Chiếc này thì là biển Thái Nguyên nên anh em nào cũng rút hồ sơ được, cũng không rút hồ sơ cứ để nguyên mà chạy ra mấy chục triệu mà. Để cho bà con 90 thôi. Bao rút hồ sơ. Các bác đến alo quan tâm alo trực tiếp em đăng qua số điện thoại 0326062789 này. Đấy, Spark Spiek đây. Xe cũ giá rẻ, biết nghe. Chỉ có ở khả năng ô tô mà xe còn ngon, chạy ngon nhá. Đấy, không đâm đụng va chạm gì, sơn xi sạch sẽ, máy gầm ngon, điều hòa mát chứ không phải nói dòng xe mà ở lỗi rồi nó nát bét rồi, đè không nổ, chạy không được ấy thì rất là buồn. Còn nhiều lắm nha các bác, đừng rời khỏi màn hình, hãy theo dõi thêm. Cái cửa tiền hơn trăm thì có con này hơn trăm ngon này, con Mazda 626 này, đời 2001, xe đẹp lắm. Đang chờ anh em người Quảng Trị ra. Đây, con này thì ngon tuyệt đối luôn, anh em mà đi thay Vios thì quá ngon luôn. Vios không có cửa ăn đâu. Anh em đi gia đình con này chấm to một chút nhưng mà nó lại đẹp, nó cứng chắc, nó đẹp, nó zin. Đấy, xe đẹp, Mazda 626 đời 2001 em bán 120. Còn i10 này, i10 màu đỏ đời 2016 này bán hơn 200 này các bác ơi, 201. Đấy, còn nhiều lắm. Còn những cái mẫu to này thì anh em đợi video khác nhé. i10 này, 37 này. Đây ạ, Spark Van đời 2010. 3 này, 2013 các bác nhé. 4 lốp mới, zin hết, một chủ nữ sử dụng từ đầu. Biển Hải Dương, tên tư nhân, một chủ sử dụng từ đầu nhé. Em mua chính chủ luôn. Đợt trước thì có anh trai người Hà Nội đặt cọc nhưng mà không lấy, mà nhỡ hết việc của em, anh em bỏ, anh em không quan tâm nữa thì em quay lại phục vụ bà con. Đấy chứ anh em thấy không, lấy đặt cọc rồi mà không lấy thì rất là buồn. Bọn em làm việc rất là khó, đặt cọc mãi nhưng không lấy, thế là nhỡ hết việc của em. Bây giờ em mở bán lại cho bà con nhé, chỉ 110 thôi. Đấy, bao rút hồ sơ cho bà con. Đây, sơn xi cực kỳ đẹp, sạch sẽ. Con này thì máy gầm ngon lắm, nhìn hết, anh em nhìn thấy không, nhìn này. Bên trong full đồ luôn, màn hình Android, màn hình to này, nội thất này, như mới, không khác gì mới cả, thơm phức. Vào xe thơm phức nhé các bác nhé, đằng sau vẫn có hai ghế cho bà con ngồi. Nó là biển D thì nó mới rẻ vậy, chứ không 2013 mà xe đẹp như này thì anh em phải bán 120, 130. Nhưng mà con này là biển biển D hai chỗ, thì là ngồi sau thì anh em ngồi gọi là gì thôi, gọi là ngồi né nách luật thôi, chứ bình thường nếu ngồi sau là bị bắt các bác nhé, không được phép ngồi sau. Đấy, xe đẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài này, sơn xi máy gầm không phải làm gì cả. Đề phát khẽ phát lổ ngay mà 0.8, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối. Nếu anh em nào mua con này về mà đi gia đình thì thực sự mà các bác là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu nhé, nó nhỏ gọn. Luồn nách tốt, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối luôn. Đấy. Keo chỉ zin, sơn xi sạch sẽ, máy gầm ngon. Biển van hai chỗ. Biển cũng đẹp luôn, như người luôn các bác nhé. Chủ nữ sử dụng nên là đi rất là ít. Anh chị làm thiết kế này, cái ghế kia là ghế thiết kế đấy. Đó. Đây ạ, Spark đời 2009, khả năng bán cho bà con 82 triệu thôi. 82 triệu biển Hải Dương 34A11559 đây anh em nhìn thấy không? Sơn xi máy gầm không phải bàn về chất lượng luôn. Sạch sẽ. Đấy, mang nước sơn màu vàng. Đời 2009 bằng tranh đây, động cơ 0.8. Có cam hành trình luôn, màn hình cả. Màn hình thì không thấy đâu nhưng có cam hành trình trên gương này, ghế bọc da sạch sẽ, trần da. Đấy, vô lăng củ số này, sơn xi này. Sạch đẹp luôn, với giá tiền là 92 triệu đồng. Có bớt cho bà con, có bác anh chị nào muốn quan tâm nhé. Em như vậy còn khoảng tầm 7-8 chiếc mẫu dưới 100 triệu nhé.
Đấy, chủ yếu những dòng xe này thôi, tại vì những dòng xe khác thì đời nó cũng sâu và em cũng không muốn làm. Đấy, trừ những xe cổ thôi, tí em quay con xe cổ cho bà con. Con xe cổ nó cũng rất là vừa tiền để cho bà con lựa chọn, gọi là tránh mưa, tránh nắng, tránh dịch thôi. Anh em nào mà đi có những con xe như này đi thì nó thật nó rẻ, đi vài năm nữa anh em bán thì vẫn lỗ chỉ khoảng tầm 10-20 triệu là bình thường mà. Anh em đi coi như thuê xe đấy, thì nó chạm đáy của cái giá rồi, nó rất là rẻ rồi, nó không còn rẻ hơn được nữa, đúng không ạ? Đấy, những Kia Morning đời thấp thì không có đâu các bác nhé, chỉ có đời 2011 thôi. Mấy đời 2008 nhập khẩu đấy thì giá là khoảng tầm 130. Đây này em có bộ đôi này, bộ đôi Kia Morning này, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu vàng chanh đây, cực đẹp nhé. Đấy, con này ngon lắm, con này nhập này, con này đời 2008 này em bán là 139 triệu để cho bà con 130 này, bà con lấy luôn này. Con này ngon lắm, đi sướng lắm. Dù anh em nào đến chạy thử chỉ có mê thôi. Với cửa tiền 130 triệu anh em mua ngay cho và luôn cho em nhé. Em khai đăng ô tô giá rẻ Hải Phòng, xin kính chúc tất cả mọi người hạnh phúc, vui vẻ, thành công, may mắn. Anh em nào mới xem làm ơn đăng ký kênh. Anh em nào xem lâu rồi mà quên không bật thông báo thì bật thông báo lên để video mới em về thì nó báo cái tinh và phát về điện thoại nhé. Không nên xem muộn quá đôi khi lại không bắt được con xe đẹp. Đây này, con Kia Morning đỏ này đời 2011 nhá, sản xuất tại Việt Nam. Đấy, con này thì ngon. Con này là nội thất này, phun kịch đồ như kiểu xe nhập luôn, màn hình cam đủ hết. Đấy, cam hành trình trên gương này, sơn si sạch sẽ, máy gầm ngon, căng đét đẹp luôn đấy các bác nhé, thơm phức. Con này thì em bán cho bà con 130 thôi, 138 để cho bà con 130 nhé. Nội thất như mới này, đẹp chưa, quá ngon với cửa tiền. Còn bên này thì Morning nhập, bên này thì nhập đời 2008 nhé các bác, nhập đời 2008 em bán 139 triệu ông biển Thanh Hóa, tên tư nhân. Bên em có bao rút hồ sơ. Đấy, sơn này màu vàng xịn theo xe từ đầu, nên là anh em nhìn nhau xe Morning nhập thì cái gương của nó cũng khác, gương nó cũng khác này. Đấy, nội thất thì nó cũng khác luôn và nó có túi khí. Đây nội thất này đời 2008 thôi nhưng mà giá bằng đời 2011 phiên bản Việt Nam. Anh em có hai chữ lựa chọn, hai màu cho bà con lựa chọn này. Cửa tiền thì nó rất là hợp lý, trong hơn 130 tí. Đây, xe anh em vẫn đi công vụ nhá, áo vẫn vấn đề này, đi chắc lắm, mà gầm bẹ máy gầm không phải bàn về chất lượng, rất chắc chắn. Ở bên này thì em có một chiếc xe cổ đời 1996. 1996 này, xe cổ này em bán có 88 triệu thôi. Xe này thì em mua vào là và làm nên sơn si rồi ra biển bấm biển tên em. Nó rơi vào khoảng tầm khuôn 95 triệu rồi các bác nhé. Bây giờ bán 88 triệu để cho bà con 80. Này em nỗ rất là nhiều luôn. Nỗ có thể đến gần 20 triệu các bác nhé. Nỗ nhiều luôn. Thì anh em cứ quan tâm là alo cho Khải Đăng. Con này là dòng xe cổ, nhiều anh em xe cổ thì sẽ thích. Toyota Cressida đời 1996. Đấy, đây này. Nội thất nguyên hết anh em nhé. Nhiều anh em là biết chơi thì mới chơi dòng này, còn anh em là không hiểu về dòng này thì có thể cảm thấy nó rất là sâu đời và đắt, nhưng mà anh em là chơi thì biết được. Này, nỉ nguyên này, keo chỉ zin nỉ nguyên. Đấy, em bây giờ đang để chứa một số đồ để phụ tùng xe đây. Đấy, nhìn đi, nỉ nguyên như này nó khác hoàn toàn với chiếc xe mà nó mất hết ghế rồi, thì nó rẻ lắm, nó chỉ 6-70 thôi, 50 thôi. Nhưng con này thì anh em bán 88 triệu để cho bà con 80 nhé, bà con. Đến xem mà alo cho Khải Đăng ô tô qua số điện thoại 032 60 62 789. Tiếp theo em xin giới thiệu cho bà con có anh chị đời một chiếc Spark có 79 triệu đời 2009, mang nước sơn màu bạc, biển Hà Nội, tên tư nhân, điều hòa mát lắm, vừa làm điều hòa xong tháng 11 năm 2022 là cái tháng đăng kiểm, thoải mái luôn anh em ạ. Đây anh em nhìn này, nội thất sạch sẽ chưa, màn hình cam nồi đủ hết, âm thanh vũ trường đập bùm bùm. Đấy anh em nhìn này, đấy rất là ngon luôn, có 79 triệu, quá rẻ, chắc chẳng thể rẻ hơn được nữa. Đấy, anh em nhìn đi, nhìn chưa, cũng rất là ngon luôn. Con này mà có 79 triệu thì anh em che nắng che mưa thì quá ok rồi đúng không? Anh em đừng rời mắt khỏi màn hình nhé, em còn rất là nhiều những chiếc xe như thế, còn hình như đâu đó còn 3-4 chiếc xe Spark này nữa để bà con lựa chọn tránh mưa tránh nắng này. Đấy, rất nhiều xe, nhiều anh em hỏi hôm nay làm video dưới 100 triệu đồng cho bà con, có anh chị nào muốn quan tâm đến mẫu xe này. Cái này nó chỉ là một cái tấm dán, anh em dán ra dán lại phát là được thôi, không dán anh em này. Đấy, anh em chít ở đây phát là đẹp này, chứ nó không phải rách dưới gì đâu anh em nhé. Đấy, nó dán bằng băng dính thôi, ngon. Đây, Spark đời 2010 14P3751. Chiếc này thì nó chính là ngày xưa thì nó Spark van, nhưng nó không viết biển D. Ngày một chủ thừa mới thì nó chỉ viết biển P thôi. Biển P thì nó cũng là Spark van nhé, hai chỗ ngồi. Và xe này em bán rẻ lắm, 90 triệu, đầy đủ na răng này, sơn si căng bóng, lợi ngoài thất tươi mới. Để mà đẹp thì không đẹp bằng con 2013 màu trắng cái được. Nên là chính vì thế là giá nó rẻ hơn nhiều, nó chỉ có 90 triệu thôi. Đây anh em này, đến xem lựa chọn. Anh em có cửa tiền này thì lấy con này.
đấy, còn hợp người này không hợp người kia là chuyện bình thường. Các bác cứ đến xem, con Vios Vium này thì nó khoảng tầm 130, 140 này, 150 này, ở trên kia còn hai con đấy. Đấy, mì mô đời thấp đấy. Đấy, ngoài ra thì đây nhá, biển D. Hai con biển D, con này giờ giảm giá thì còn 88 triệu thì anh em 85 triệu là mua rồi nhá. Mua luôn vào ngay alo cho khả năng ô tô, mang nước sơn màu vàng chanh rất là đẹp, một biển Quảng Ninh, tên tư nhân nhé, công ty gì đấy nhưng mà nó đầy đủ giấy tờ để sang tên, anh em thích sang tên thì sang, không sang thì thôi nhé. Tiếp theo chúng ta cùng gặp gỡ một chiếc xe Spark đời 2011 là biển D, em bên em chào bán mức giá là 98 triệu đời 2011 này, cũng là đang đúc đầy đủ, sơn xi sạch sẽ, máy gầm ngon. Đấy, con này em biển hai chỗ nhá, hai chỗ thôi. Cái dòng xe nhỏ này chủ yếu là bây giờ nó cải tiến thành hai chỗ để bà con chở đồ đấy. Anh em nào chở đồ chở đạc đằng sau thì rất là ok, gọi tránh mưa tránh nắng rồi chở đồ đi buôn bán rồi đi làm ăn. Đấy, sơn xi sạch sẽ, mang nước sơn màu bạc. Những dòng này tất cả đều động cơ 0.8, tất cả đều động cơ 0.8 và giá nó khoảng loanh quanh tầm 80-90 triệu, rất là nhiều. Ngoài này có một con đời 2010, đời 2010 em bán 90 để cho bà con 85 triệu này, đời 2010 biển Thái Bình đấy. Đấy, để chỗ này cho đỡ nắng. Các bác nhìn thấy chưa, sơn xi này rất là ngon, đẹp, sạch sẽ, không đâm đụng va chạm gì. Đó. À kia có máy dầu nhá anh em nhé, có máy dầu hơn 100 nhá, để cho bà con anh em nào chơi xe thì được. Con này nó đang đúc đầy đủ này, đăng kiểm tháng 1 năm 2023 cơ. Đời 2010 em bán 92 triệu nhưng mà giá nào chả bán, bà con có bác anh chị chỉ cần alo cho khả năng thôi. Con này vừa làm máy xong nhá. Anh em nên mua những con vừa làm máy xong này thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều so với những con khác, vì anh em không phải lo bây giờ máy hỏng nữa. Vì vừa mới làm xong. Đấy. Nội thất đẹp, sạch sẽ. Chiếc này 5 chỗ ngồi nhá, không phải là 2 chỗ như trước kia nữa. Mà giá chỉ có 90 triệu thôi, tội gì mình không mua, đúng không? Và anh em thích thì anh em hạ ghế, không thích thì anh em để nguyên được, chẳng làm sao cả. Cứ để nguyên này chạy 5 chỗ ngồi, 5 người chở con chở cháu đi học quá ok luôn. Đây như em vừa nói thì có một chiếc máy dầu đời 2000, chiếc này biển 2 chỗ đời 2000 nhá, chiếc Corando này. Đời 2000 biển Quảng Ninh. Chiếc này thì nó có niên hạn sử dụng nhá. Biển D, tất cả biển D nó có 25 năm sử dụng thôi. Thì chiếc này đời 2000 thì đến 30 tháng 12 năm 2025 thì hết hạn. Nhưng mà nó là máy dầu, máy ngon lắm, mà form dáng của nó là dòng xe chơi, dòng xe dạng như là chơi xe anh em yêu cái mà kiểu thể thao đấy. Thì em lấy con này. Em chạy từ Quảng Ninh về đây rất là ngon và em bán 108 triệu. Giá nào cũng bán nhé bà con có bác anh chị nhé. Em mang từ cơ sở bên Quảng Ninh về. Đấy, đằng sau ngày trước nó là xe chở tiền hay sao đấy, có cái những cái máng kê này. Hai chủ xe ngày trước chở hải sản ấy, anh em nhìn thấy không? Đấy. Nên anh em làm cái máng rất là đẹp để cho anh em chở đồ, chở đạc. Anh em làm máy công trình nhé, công trường rồi mấy anh em làm thợ thuyền sửa chữa xe cần chở đồ chở đạc. Anh em lấy cái dòng xăng dung này. Xăng dung này về Corando này về anh em đựng đồ, đựng đạc này, anh em chế chở đồ chở đạc thoải mái nhé. Hai chỗ ngồi. Đăng kiểm mới rồi. Các bác về chỉ việc đổ xăng đổ dầu là chạy thôi, chạy chạy dầu luôn nhé. Rất là ngon luôn, hình như con này động cơ là 2.8 hay sao ấy. Quá ngon, với cửa tiền hơn 100 tí trăm thôi, để bà con trăm này, bao rút hồ sơ hỗ trợ nhiều cái, anh em muốn rẻ anh em cứ gặp Khả Năng Ô Tô mà bớt. Đấy, như vợ thì vừa rồi Khả Năng Ô Tô vừa review báo giá cho mọi người rất là nhiều những mẫu xe mà giá rẻ. Từ vài chục triệu đồng đến hơn trăm tí để thôi. Thì anh em nào muốn quan tâm những mẫu này có thể alo trực tiếp em đăng qua số điện thoại 0326062789, sở hữu những mẫu xe mình yêu thích. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip Khả Năng Ô Tô. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.